Xin chào mọi người, mình là Chế Khanh, học lớp Anh Văn Chiên Ngành của Thầy Nguyên và lớp trưởng của mình là bạn Huỳnh Thị Thảo Ngân. Hôm nay mình xin phép trình bày về một loại bệnh đó chính là tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ. Khi nhắc đến đột quỵ thì thường là ta sẽ nghĩ đến là 3H. Thứ nhất cái chính là head là đầu, heart là tim và cuối cùng là hit là bị say nắng. Nhưng hiện tại thì đột quỵ chỉ được sử dụng để nói đến tai biến mạch máu não hay gọi là stroke, cerebrovascular accident mà thôi. Đột quỵ là một hiện tượng mà máu bị tắc nghẽn ở một bộ phận nào đó ở não, làm cho các mô tế bào não không nhận được đủ các chất dinh dưỡng và chỉ sau vài phút thôi thì các tế bào não đó sẽ chết đi nếu mà không được cung cấp chất dinh dưỡng. Và thông thường thì máu được vận chuyển tới não thông qua là hai hệ động mạch chính nhất là động mạch cánh trong và động mạch sống nền động mạch cánh trong sẽ chi phối 2 phần ba trước bán cầu đại não động mạch sống nền sẽ chi phối thân não tiểu não và mặt dưới thùy thái dương hai hệ động mạch này nói thông với nhau tại một cái đa giác gọi là đa giác Willis và có hai loại đột quỵ chính đó chính là đột quỵ do thiếu máu cục bộ hay gọi là extreme stroke và loại thứ hai đó chính là đột quỵ do xuất huyết não hay còn gọi là hemorrhagic stroke và đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu thiếu máu cục bộ ischemic stroke ischemic stroke chiếm đến 75 đến 80 phần trăm nguyên nhân của các cơn đột quỵ nguyên nhân dẫn đến thiếu máu cục bộ có thể là do một động mạch nào đó ở não bị hẹp hoặc có máu đông huyết khối hay còn gọi là thrombus làm cho máu huyết không được lưu thông dẫn đến các mô ở não bị thiếu chất dinh dưỡng và loại đột quỵ thứ hai chính là đột quỵ do xuất huyết hemorrhagic stroke là hiện tượng mà mạch máu bị vỡ hoặc dị dạng vỡ một mạch máu trong não làm máu tràn ra trực tiếp ra não luôn làm dinh dưỡng không tới được các mô não như bình thường mô não sẽ bị hủy hoại do xuất huyết và thiếu máu xảy ra cùng một lúc loại đột quỵ này thường chiếm đến 20 đến 25 phần trăm chỉ sau vài phút thôi thì các mô và các tế bào não sẽ chết dần đi. Và sau đây chúng ta sẽ xem một số cách điều trị nhé. Thứ nhất là đối với ischemic stroke thì ta sẽ, sẽ sử dụng thuốc kháng đông để làm cho cục máu đông nó tan ra để cho máu huyết lưu thông trở lại bình thường. Hoặc là bác sĩ cũng có thể đề nghị bạn làm phẫu thuật cắt mở mạc động mạch cảnh trong để lấy cục máu đông ra nếu mà khi sử dụng thuốc mà chưa tan hết với còn đối với hemorrhagic stroke thì không cách nào khác thì chúng ta phải phẫu thuật khẩn cấp lập tức làm cơn sốt huyết ngừng lại để làm giảm áp lực máu lên não